Hôm nay ta sẽ dạo thành phố đồ chơi để phá hủy những chiếc xe đồ chơi. Hôm nay xe tải của em sẽ ra thành phố để tham quan công trình nha các bạn. Đi thôi, let's go nào. Tin tin. Ở các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe bị hư hỏng rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ sửa chữa cái xe này nha các bạn. Ở đằng sau nó bị rơi ra nữa bạn ơi. Bây giờ mình sẽ gắn nó vô lại nha. Rồi, đã xong rồi các bạn. Xe màu xanh vàng nha. Xe đen các bạn ơi. Ở đằng trước nó có cái máy xúc để xúc cát đó các bạn. Bây giờ mình sẽ xúc cát thử nha. Wow, xe này có thể xúc được rất là nhiều cát luôn nè các bạn. Rồi, mình để nó ở đây và mình tiếp tục đi tham quan công trình nha các bạn. Ôi các bạn ơi, ở đây lại có một chiếc xe bị hư nữa nè các bạn. Nó bị rơi cái nắp ra ngoài nè. Bây giờ mình sẽ gắn cái nắp nó lại nha các bạn. Rồi, rất là dễ gắn luôn nha. Xe này là xe tăng bọc thép nha các bạn. Ở đằng sau có chú lính bắn đùng 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 luôn các bạn ơi. Rồi, cho xe chạy thôi. Ôi ơi, ở đây lại có một chiếc xe bị hư nữa nè các bạn. Nó bị rơi cái bồn ra ngoài luôn. Bây giờ mình sẽ gắn nó lại nha các bạn. Xe bồn có ba màu, màu xanh dương, màu hồng và cái bồn nó màu xanh ngọc nha các bạn. Ôi ở đây lại có một chiếc xe container bị lật nữa nè. Nó bị rơi mấy cái bánh nó ra ngoài luôn nè các bạn. Bây giờ mình sẽ gắn mấy cái bánh nó vô hộ nha các bạn. Mình đã gắn được hai cái bánh đầu tiên rồi nè. Xong. Chiếc xe container này rất là đẹp luôn bạn, rất là bự luôn. Xe màu xanh vàng nha bạn. Bên trong đó mình có thể chứa được rất là nhiều đồ. Xe này có hai ghế ngồi đằng trước nha. Để mình xem biển số xe là 98362 nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho xe container chạy thôi. Động cơ còn rất là mạnh luôn các bạn. Ôi ở đây lại có một chiếc xe trộn bê tông bị lật nè các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đỡ xe này lên nha các bạn. Ồ, cái bồn nó cũng đã bị hư rồi bạn. Bây giờ mình sẽ gắn cái bồn nó vô lại nha. Xong, cái bồn này rất là bự luôn, có thể chứa được rất là nhiều bê tông trong đây luôn á các bạn. Xe màu xanh lá rất là đẹp luôn nha. Để mình xem biển số xe là 32656 nha các bạn. Về thôi, hôm nay mình tham quan công trình không hiểu sao luôn rồi. Mà chiếc xe bị hư hỏng lắm nè.